Hello anh em, welcome back to my channel. About a nickname for myself here. Mình sẽ bỏ con này đi sao? Biết đâu ra hai con đấu sĩ hai một con flo hay sao nhỉ? Nếu không có sách thánh mình sẽ bỏ hai tên nhé. Là vậy. Gì cả. Thế thì mình sẽ hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua này nhé. Bye bye. A few moments later. Hai anh em đây, mình sau chuỗi thua và mình đang có một bạn floor này và một bạn floor kia. Hai bạn floor và tất cả các bạn khác đều là đang là khá là nhiều tướng. Ghê. Thế mình sẽ cho tạo một con floor này vào nhé. Xong rồi con này sẽ xiên một bạn nào đó, mình sẽ giữ tí máu. Con floor này thì sẽ mình sẽ để lại. Không mua, mình sẽ mua con floor này thôi. Đó, thế thôi. Và mình nghĩ bọn đấy sẽ xiên được một bạn. Nhưng mà mình sẽ vẫn sẽ thua. Có thể hai bạn nếu mà không được nhân đôi đam à? Thế thì chả xin được bạn nào cả. Tính toán sai. Nhưng mà không sao em ấy, chúng ta sẽ có hai con floor ở đây khá là tí. Vì mình check qua thì bạn nào cũng bốn tướng cả, nên là mình cũng không tin là một con floor mình có thể làm đến chuyện gì. Đéo đến cho thêm hai con floor vào em tí em. May là làm đến chuyện gì. Nói chung thì các bạn kia đều đánh chuỗi kỳ lạ hết thôi, nên là cũng chả đánh chuỗi thua cả. Ngô phát này. Voi. Voi này khả năng bán đi nhá. Sẽ giữ lại con lau này khá tí này. Mình thích con này. Này bán này. Phoenix chắc phải bán Phoenix được. Anywho thì mình có một cái choi này. Mình sang hơi cân nhắc để mình đánh thú một chút nhá. Lâu lắm mới được con floor 2 anh em ơi. Từ mấy game được mới con floor 2 đấy. Con choi thường cân nhắc đánh thú rồi. Ok, đồ giữ máu này. Rất nhiều floor. Tỏ và thú à. I'm the child, I'm the light, every time I stay night, every night, I can keep your secret if I can lock it, keep it up down, I have to drop it. Ôi dồi, pha này, chắc bạn nó có một cái thương không? Khá tự tin đánh thú chỗ này anh em ơi, khá là cao. Mình bắn heo đi. Chẳng này mà do thêm một quả sách thánh ấy, quả liềm mới giáp bộ mệnh ấy. Gì nữa là thú điển ấy em ấy. Em ra gì nhá? Thương à? Hay đánh trợ thủ nhở? Làm trợ thủ lâu không đánh. Được à ha? Trợ thủ thương thên. Thú vị. Lô man à? Con ha tê đi được rồi này, thú phải đi được rồi này, nguyên tố đi được luôn này. 2, 3, 4 luôn này. Kích ám hoàng. No man, floor, rất nhiều floor. Này đi. Con này không giữ nữa này. Thêm Amelie này, thêm nó trợ. Ok, tạm thời là vậy. Nhiều floor anh em ơi. Floor này chơi đến sáng mai không hết floor được.
xin gần đôi này. Battle Floor thì gần như là mình cười quá. Battle Floor thì chịu rồi anh em ơi. Battle Floor thì mình cũng chịu đấy. Mình gặp Battle Floor thì mình cũng khóc. Đỡ rồi gì. Bớt Floor thôi. Thương cho em Floor kia. Nakoth giữ lại em Hoàng con này đi này. Con Noman này chắc là đi thôi, bán thần rồi. Con này chắc cũng đi thôi. Bán con này về. Ok. Hai con Floor 2 cũng được em ơi, hai con Floor 2 cũng tín đấy. Một con Floor cầm thương, một con Floor cầm choi. Hai con được xiên luôn. Tươi như hoa tưới đấy anh em ơi. Tươi phết. Xong mình có thêm 2, mình đập lên thêm 2 sớm. Ui, con này xiên đẹp nhỉ. Ui, trời ơi, thích quá. Xiên lên phát nữa, đúng rồi. Câm lặng, đúng rồi. Xiên lên phát nữa. Không hề cố ý đâu anh em ơi. Không hề cố ý đâu. Không hề cố ý pha đấy đâu. Ăn nhiều vibe, ăn nhiều vibe. Bây giờ có thêm 12 kết, thêm chia hồn gì nữa. Idol này cho thêm. Ngôi đền hủy diệt anh em. Ngôi đền hủy diệt đến nữa. Vòng 13. Chuỗi thằng 3 à? Để chuỗi thằng 4 đi. Chuỗi thằng 4 5 là 1 đúng không nhỉ? Chuỗi thằng 4 với 3 là 1 à? Bọc cái xiên đẹp quá. Ish. Tê sấy được này. Đau tin một phát nữa không? Ok một phát nữa rồi là tí nữa. Không cần nhiều. Oh. Không hề cố ý. Không hề cố ý anh em ơi. Thử choi. Ăn floor chắc cũng không dùng đâu anh em ơi, nhiều con floor quá. Nhiều floor quá. Cho trợ thủ vào sớm khá là khỏe. Sẽ cho trợ thủ vào sớm thôi. Đồ cho lâu. Floor cũng được mà chẳng nghĩ cho lâu cũng khá tí. Mày vấn đề. Mình công tắc hủy diệt. Đến rồi. Những thứ đấy sắp đến rồi anh em ơi. Nhưng mình cần con thên, rất cần con thên nhá. Chuyện là mình siêu cần con thên đó. Thêm ngọc đại nữa, cho con rồng nữa. Tôi làm rồng thên bằng Nakoth thì hơi khó, chưa có đồ gì Nakoth cả. Shall I come? I'm your type, I'm your vibe. Có ai xin mình trước à? Cái thế nhỉ? Mình còn liềm, tái xin mình thoải mái, hồi máu lại giờ. Hồi máu lại liền. Hết liền rồi. Lau ulti một phát đẹp này. Một phát bùng nổ này. Ok, một phát bùng nổ nữa này. Lau gánh. Floor gánh. Hai thương à. Thích nhờ. Thích thế nhờ. Chết dở rồi anh em ơi. Mày chết dở đấy. Con này lên hơi sớm. Lên quần hơi sớm. Tốn tiền. Tốn tiền. Lau hả? Chắc không cần lên 2 ta. Lên 2 rồi giữ máu tiếp nhá. Thế nhỉ?
Phát 9 à? Bắn phát 9 trận này đi. Lên 9 sớm đi, mình sẽ giữ con lau lại. Gánh team bằng lau 2 và mấy con khác. Lau nó cứ ném bùng nổ này thì team này sao đỡ được, thì team khác sao đỡ được. Còn một liềm nữa, một phát bùng nổ nữa. Quẹt quá em ạ. Dự máu tốt thật, nhận trợ thủ dự máu tốt thật. Phát 9 nhá. Không có vấn đề thì mình sẽ lên phát 9 nhá. Mình sẽ lên con lau 2. Con lau 2 phát. I'm your time, I'm your vibe. Stay the night, every night. I keep a secret in pocket locket. Cần cho con Sephira, nếu con Sephira mình cũng muốn nó ulti được. Nó cho nó cái này. Thôi cho con này em floor ulti. Hay thương à, nhưng mà không có ngọc đại nhỉ. Ngọc đại thì đã hơi lo. Còn liềm cho floor này, floor xiên được đôi nữa này. Xiên 3 lần anh em ơi. Floor xiên 3 lần mới chết bọn đấy. Bạn này xui à, xui nhỉ. Xui chưa chưa đủ trợ thủ. Chắc bạn này có một cái liềm cho con đấy rồi liềm cho con tiện khách được thêm liềm cho con kia. Đó. Chết một con này. Cứ để lau gánh tin tiếp nhá, mình tin tưởng lau. Tưởng lau anh em ơi. Cầm lặng, ok nha. Rất tin tưởng lao. Phát 9 anh em ơi, phát 9. Sư. Hay là làm một tí này nhỉ. Cái này ngon không ta, tươi không ta, tươi rói rói không ta. Mà con này không khả năng không ulti được sớm, nhưng mà sẽ tích được cái này cho con lau nó ulti được nhiều hơn, ulti được siêu nhiều siêu nhanh, which is also a good thing. Nhưng mà cũng không khác gì đâu, khả năng tu len sẽ ulti được nhiều hơn thôi. Nhưng mà ok, kể cái này đi. Chỉ thêm con Omen kia không kích được hạ ám ấy, không kích được gì. Hơi... không có đầy đặc sắc lắm. Truy hồn cho lau. Ôi thôi xong rồi. Con rồng chắc là mình... Ôi thôi xong rồi. Đây rồi anh em ơi, khả năng là đây rồi. Truy hồn cho Drac nhé. Đánh tạo bằng Drac đi. Không biết đánh bằng gì. Lo này bỏ. Trăng. Thêm một tướng nữa thì thêm gì? Không, đánh lõ này. Thêm một tướng nữa thì thêm con lo trăng này. Một bổ này. Hai bổ. Ui dồi ôi. Thêm hai sớm có tác dụng anh em ơi. Trên hai sớm cũng có một tí tác dụng đấy. Cần này. Roll. Chưa có con rồng đúng không? Ok, thêm một tướng nữa mình không có ngấn này nữa. Chắc thêm một floor. Thêm floor thôi. Biết thêm cái gì? Thiếu con rồng nữa. Ây da. Gì cũng có. Thiếu con cát. Đánh bằng Drac nhé, mình nghĩ Drac sẽ bùm được mấy phát đấy. 150. Bùm. Lên luôn được nhỉ, nhưng mà cũng không cần làm gì, ta giữ chuỗi thắng à. Chuỗi thắng đi.
thắng. Mình sẽ roll chậm chậm một chút nhé, giữ tiền một chút nhé. Drac mong sấy được một phát, hai phát gì đấy, một phát à? Bù này, thấy hơi xấu, không tạm được. Sephira hồi máu được này, lo xin một phát được. Xiết, ui không được vậy. Thêm bổ hết à? Thêm bổ hết nào em ơi. Một bổ. Con Nakot. Mày hả Nakot? Thích tiền, ok, con cát có này. Các có con cát ở lại này. Con này sẽ bay đi đi, Arduin sẽ bay đi đi. Arduin đâu? Floor là bán đi nhá, lấy thêm tiền nhá. Ok, ở này, con cát ở lại. Đi rock sách thánh nha, đi rock nhá, và cho con cát. Một truy hồn. Ok. Ok. Chỉ con cát bay xuống cũng được nhá. Con cát ở lại cũng được. Tanh góc đấy. Tanh góc bên kia mà thôi. Ê à, con này được việc phết nhỉ. Cát nhảy được. Cát nhảy được. Cho cả giáp một bệnh cho con voi kia bạn kia. Tiết kiệm tiền tiếp anh em ơi, chúng ta đã lên 9 sớm rồi. Phá là phát 9 của đấy luôn á. Đi rắc đường đây, Dashi bay đi. Cho Dashi nhé. Rồng à? Rồng này đánh chay à? Không, cũng được. Đánh chay thôi. Chơi bọn này. Chơi bằng thêm thôi, chơi bằng thêm con cát thôi anh em. Nên trường thêm con cát có liềm, có sách thánh. Ai nhảy, nhảy chết. Đi rắc sấy một phát này. Con cát với thêm thôi. Thôi mà trận này đổ build ra để đánh thêm thật. Build ra để đánh thêm thật. Thiếu thêm cái huân chương hải thần. Có huân chương hải thần thì mình sẽ đánh thương cho con cát bay đi cho mà thêm ở lại. Và cái này nó có thể ném đi rồi vẫn chưa phải thần ba đồ mana. Sẽ rồi bây giờ ngồi xem các bạn ấy thanh trừng lẫn nhau được rồi đấy anh em ơi. Nói chuyện này đánh bằng tướng 5 vàng rồi, thêm đi drop 2 nữa, chỉ là thêm 3, 6 con thì mình 4 con thì mình cầm 3, bạn này thì 6 con mình cũng cầm 3. Lấy hết tướng 5 vàng rồi anh em ạ. Bây giờ các bạn này bắt đầu đến 9 này. Hết tiền, vừa hết tiền chắc vừa đến 9 xong. Bây giờ thì mình đang 9, em có 9, 40 vàng. Sẽ cố gắng lên một con gì 3 sao trận này nhé. Hên xui anh em ơi. Con được thêm 3, thêm 3 là đang khả dĩ nhất rồi. Thêm có thể tăng sao. Kiếm thêm 4 con thêm trên 6 con. Còn không thì mình phải roll tận 9 con thêm à. Nghe bất khả thi nữa nhỉ. Để thằng sao thôi. Có. Bắt đầu roll nhá. Đi drop một con này. Một con thên này. Okay. Lily này chắc không chơi ta. Tại bộ mệnh cho con cát. Đời nó cứ càng ngày càng tươi đẹp ý anh em. Con cát cản đường bên kia này. Con cát mình chơi được con cát bên này không? Thánh truy hồn có. 1, 2, hắc ám. Hên xui anh em ơi, hên xui chơi được con cát bên đấy. Choi à. Ok bạn này thì không sợ này. Bạn này thì chill thôi. Cát nhỉ. Rồng hơi ấy nhỉ, con rồng mình hơi lọt. Rồng mình không được cái tác dụng gì. Một bổ này. Bổ được quả 2 à. Cắt cân thôi. Cắt ta bằng mệnh. Ilu cũng khỏe đấy. Ilu ra cũng counter mình. Cũng tội mình có con cắt 2. Thế lợi việc lên 9 sớm anh em ạ. Những đồ này cho thêm thôi.
cái đồ này mình sẽ ném cho con Omen hoặc con Sylphira gì đấy. Mình sẽ cho con thêm, con cho Sylphira đứng lên đỉnh. Omen. Có hai. Con cát khả năng lên hơi khó, đã không ra mê con cát. Có thì có tranh con cát các bạn kia thôi, nhưng mà các bạn ấy lên cơ, các bạn ấy có con cát các thứ để mình chơi cơ, mình cũng không tham hố thắng thua lắm. Thêm còn hai con thì hơi khó anh em ơi, bạn này đập tên hai con thêm hai nhân hai nữa này, hai thêm hai vào đây và ăn choáng hết của con cát mình này, khổ thật đấy. Hai con thêm hai không làm được gì cái con cát này anh em ơi, quẹt hết. Supreme này mà đi phát là mình sẽ có một đống thêm mình roll nhé. Không, bây giờ mình sẽ tìm đi rắc thôi. Bạn này chơi đi rắc à? Chơi đi rắc, chơi Illu à? Khỏe. Teo 3 này cũng khỏe này, mình hơi sợ bạn thú kìa đấy, vô lì đòn kìa. Vô lì đòn đấy cũng lì đòn phết đấy. Chúng ta sẽ đánh này. Lì đòn ngang bạn này. Và cái này khả năng mình sẽ cho đi rắc đi. Rồng này hơi vô dụng rồi. Teo bắn thẳng à? Teo bắn thẳng vào Dirac à? Teo bắn chéo đi. Teo bắn chéo không được, đi thẳng, đi thẳng đây. Narcot đứng kia. Narcot đứng đây, này Narcot đứng đây. Dirac đứng đây đi. Con cát đây rồi, gặp các bạn mà mình sợ rồi. Teo bắn thẳng à? Teo không được bắn kìa. Tên một bổ này, tên hai bổ không? Không kịp hai bổ à? Căng đấy anh em ơi. Đây là để con tên ở lại chăng? Để con cát xuống dưới chăng? Đánh thường chết nó. Con tèo ba này điên quá. Kinh thật, con tên mình có choi, có thương, có các thứ mà thua. Năm con thên, không sao, chịu thua một tí cũng được, mình sẽ cố gắng chịu thua một tí để mình lấy con thên 3 thành là cũng là một chiến thuật của mình. Vua đi đòn mình gặp ai rồi này, bạn này mình có thể gặp này, truy hồn thổi góc chéo, thên thổi góc kia, rồng thổi góc chéo bên này à, ở góc này đi, bắt con vốn cát được này. Vòm cát này. Thêm được mỗi hai bổ hơi ít nhỉ. À, mình để con thêm ở lại đi, con thêm bay đi nó hơi hơi bị sao đấy. Con cát bay đi thì cũng hơi con cát bay đi đi. Thêm ở lại nhé. Lily thêm Lily để phòng thêm tướng. 8 con thêm mà. Không sẽ là 8 thêm. Ồ, nếu mà các bạn ấy đập thẻ à, mình có thể làm sao mà mình đập thẻ làm sao mà. Ồ, mình tưởng bị bắt anh em ơi. Mình tưởng bị bắt bắt lò lò gì đấy. Cái này sẽ cho con rồng nhá, rồng sẽ thổi sớm hơn đi nhá. Mình tưởng bắt. Và mình quên mình đập thẻ làm sao thêm. Ồ nhỉ, thế trận này mình lên được mà, trận này mình lên được thêm 3 mà. Thế cứ để bạn này thắng thắng một tí cũng được, nếu bạn ấy thắng được. Bây giờ mình cứ từ từ mà lên thôi. Con cát 1, 2, 3 đồ. Con cát thực ra ở lại được. Cho thương cho con khác, xong mình cho choi cho con... Cho choi cho con thêm cũng quan trọng. Đập teo. Teo thì tần choi. Tần choi đứng đầu, đối đầu với con cát được. Okay. Có thêm sát tướng không? Không thêm mà. Thì con rồng sẽ thổi được này. À, con bỏ Lily này bỏ đi. Thêm con rồng đi. Bùng nổ cho con này con rồng. Và... Ôi góc này đẹp hết, con thêm bổ góc này vào teo này, vào thằng vào teo này. Ok à nha, ok à nha. Con cát bên kia, con cát bên kia thì mình có con cát bay xuống mà. Không sợ.
Mày không có Narcot à? Narcot mình cứ chui thoải mái rồi à? Narcot mình cứ chui thoải mái thôi. À, World Cup bay bên này à? À, chết rồi, chết rồi. Con teo lại còn đứng đúng góc thế. Nó thêm bột được nhiều quá này. Thêm bột, 3 bột phát này, đứng ở giữa. Uy tín thật, con cát sống lại dày phát. Chết rồi, mình thắng bạn này à? Có thể đừng thắng được không nhỉ? Bạn kia con cát 2 chưa, bạn này con cát 2 rồi, mong không lên được con cát 3 đâu. Mình sẽ nhả con cát đấy liền tìm thêm 3 luôn nhé. Mình sợ không kịp anh em ơi. Mình đầu truy hồn đi, mình tấn chung truy hồn. Ra Sephira nhé, mình truy hồn cho thêm. Gần như là mắc ping này. Narcot này chui được vào góc này. Bạn kia không có thương đúng không? Sự không có thương thì đánh với mình khó. Mình nhiều góc này mình ném chiêu quá. Này bạn teo cho ở giữa này. Không truy hồn khó đâu, không có thương khó đánh mình phết đấy. Thêm hai bổ này. Thêm bổ 3 phát thì von cắt nó không thấy mặt đâu rồi. Đến thêm 3 mất rồi. Kịp anh em ơi, cố gắng hết sức rồi nhưng mà cũng không lên được con thêm 3. À, vậy thôi em ơi, quý vị đến đây kết thúc rồi. Chủ đội hình này nó khá là hủy diệt nên là cũng không có gì đặc sắc cả. Và vậy thôi. Hẹn gặp lại em trong các clip lần sau nhé. Bye bye. Bye bye.